cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Lũy kế đến nay, trong các khu công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên có hơn 600 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư vốn đăng ký tương đương với 8,6 tỷ đô la Mỹ. Tổng diện tích đất đã cho thuê lại gần 1.300 ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 56,54%. Tình hình giải ngân vốn đầu tư trong các khu công nghiệp cũng có nhiều khởi sắc. Trong 9 tháng, có thêm 28 dự án đầu tư mới đi vào hoạt động, sản xuất kinh doanh, đạt 93% kế hoạch năm. Đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, đến nay trên địa bàn tỉnh có 588 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 7,5 tỷ đô la Mỹ. Các quốc gia có số dự án vốn đầu tư chủ yếu là Nhật Bản có 147 dự án với vốn đăng ký là 3,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 54% tổng số vốn đăng ký. Trung Quốc có 70 dự án với vốn đăng ký 957 triệu đô la Mỹ, chiếm 15% tổng số vốn đăng ký. Hàn Quốc 63 dự án với vốn đăng ký 650 triệu đô la Mỹ, chiếm 10% tổng số vốn đăng ký. Các dự án đầu tư tập trung vào các nhóm ngành nghề, lĩnh vực cơ khí, luyện kim, sản xuất máy móc, thiết bị, sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, sản xuất sản phẩm điện, điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, sản xuất chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, dệt may và da giày, bao bì. Đáng chú ý, hiện trên địa bàn tỉnh thu hút nhiều dự án có vốn đầu tư lớn, hàm lượng công nghệ kỹ thuật cao như các dự án của Toto với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 403 triệu đô la Mỹ, dự án của Nippon Metron với tổng vốn đầu tư đăng ký 300 triệu đô la Mỹ, các dự án của Kyocera với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 264 triệu đô la Mỹ, dự án Hoya với tổng vốn đầu tư đăng ký 214 triệu đô la Mỹ. Tại hội nghị nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên và 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 2004 13 tháng 10 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên luôn cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và tôn trọng lợi ích của doanh nghiệp bằng việc chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp về thuế, đầu tư, xây dựng, đất đai, đào tạo lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu cấp ủy, chính quyền trong tỉnh quan tâm xây dựng, tôn vinh, cổ vũ, động viên kịp thời doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, cạnh tranh, bình đẳng để doanh nghiệp phát triển, tăng cường tính công khai, minh bạch trong xây dựng, hoạch định và thực thi các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế, thu hút đầu tư của tỉnh. Tỉnh Hưng Yên sẽ luôn nỗ lực làm tất cả những gì pháp luật cho phép để hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư, sản xuất kinh doanh hiệu quả, đóng góp cho kinh tế xã hội địa phương. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khi gửi thư chúc mừng 20 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên 27 tháng 10 2004, 27 tháng 10 2024 và 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Video dưới đây, chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhân dịp này. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên và 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, tôi trân trọng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trong tỉnh. Thời gian qua, các doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên đã không ngừng nỗ lực vượt qua bao khó khăn thách thức, chủ động nắm bắt thời cơ, không ngừng phát triển, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách tỉnh, tạo việc làm. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp doanh nhân luôn đồng hành với các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo bền vững và hỗ trợ khắc phục thiên tai dịch bệnh. Tất cả vì một Hưng Yên an toàn, thân thiện, thịnh vượng và phát triển. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, tôi xin chia sẻ những khó khăn, vất vả, trân trọng cảm ơn, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích và đóng góp to lớn của Hiệp hội Doanh nghiệp, các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh trong suốt những năm qua. Tỉnh Hưng Yên đang trên đường đổi mới và phát triển mạnh mẽ, toàn diện để thực hiện mục tiêu chiến lược trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước, thành phố trực thuộc trung ương, thông minh, giàu đẹp, văn minh, văn hiến. Tôi mong rằng Hiệp hội Doanh nghiệp và các doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Hưng Yên phát huy truyền thống tinh thần doanh nhân Việt, tâm, tài, chí, tín. Vai trò của lực lượng chủ lực
tạo ra của cải cho xã hội. Những chiến sĩ xung kích trên thương trường và mặt trận kinh tế luôn vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng vươn lên phát triển nhanh, bền vững hơn nữa cả về số lượng doanh nghiệp và quy mô, chất lượng, hiệu quả hoạt động để đóng góp nhiều hơn nữa trong việc thực hiện mục tiêu và khát vọng phát triển của tỉnh Hưng Yên. Các doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh ta phải luôn học tập, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, xây dựng văn hóa, đạo đức kinh doanh lành mạnh, tuân thủ đúng pháp luật và bảo vệ môi trường, quyền lợi người tiêu dùng, sản xuất, cung cấp các hàng hóa, dịch vụ có chất lượng tốt, tăng cường đoàn kết, liên kết, hợp tác, tương trợ lẫn nhau trong đầu tư và sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh, hiện đại hóa hệ thống quản trị và công nghệ, chú trọng xây dựng, phát triển thương hiệu, uy tín, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tích cực tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, chăm lo bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia thực hiện an sinh xã hội, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa. Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát huy thành tựu 20 năm xây dựng và trưởng thành, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của các hội viên, doanh nghiệp, tăng số lượng hội viên, tuyên truyền phổ biến tới các doanh nghiệp, doanh nhân nắm chắc và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của tỉnh, kịp thời nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp và tham mưu hiến kế với chính quyền địa phương để xử lý, phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp vượt khó, vươn xa và phát triển hiệu quả bền vững. Các cấp ủy chính quyền tỉnh Hưng Yên sẽ luôn nỗ lực làm tất cả những gì pháp luật cho phép để hỗ trợ các doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn, nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của bộ máy chính quyền, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng, thuận lợi, minh bạch hơn. Chúc Hiệp hội Doanh nghiệp và các doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Hưng Yên đoàn kết, thành công và không ngừng phát triển. Chiều ngày 2 tháng 10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp về chủ trương phân cấp phân quyền dự án đầu tư hạ tầng, khu công nghiệp và dự án luật khu công nghiệp, khu kinh tế. Đối với dự án luật khu công nghiệp, khu kinh tế, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, hiện nay quy định trực tiếp về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế mới ở cấp nghị định. Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của khu công nghiệp, khu kinh tế được quy định ở nhiều luật khác nhau, trong đó một số quy định chưa thống nhất, đồng bộ và chưa phù hợp với đặc điểm của khu công nghiệp, khu kinh tế. Vì vậy, dự án luật nhằm tiếp tục thể chế quan điểm, chủ trương, chính sách và định hướng của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, tạo hành lang pháp lý riêng cho chính sách phát triển các loại hình khu công nghiệp mới, sinh thái, thông minh, khu đô thị công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khu công nghiệp chuyên ngành, đặc thù, khu chức năng mới trong khu công nghiệp, khu kinh tế mới, khu thương mại tự do, khu phi thuế quan, khắc phục kịp thời hạn chế, vướng mắc và bổ sung quy định mới mà pháp luật hiện hành chưa có về điều kiện, cơ chế, chính sách đặc thù, hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, trình tự, thủ tục, thẩm quyền đầu tư các loại hình mới. Từ thực tế hoạt động, quản lý của các loại hình khu công nghiệp, khu kinh tế hiện nay, tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành cho rằng cơ quan soạn thảo cần làm rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh của luật, nhất là nội hàm, tiêu chí xác định của những loại hình khu công nghiệp, khu kinh tế mới chỉ có tên, liên quan đến nhiều bộ ngành. Ngoài ra làm rõ điều kiện thành lập, hoạt động trong nội bộ khu công nghiệp, khu kinh tế, chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp, điều chỉnh các loại hình khu công nghiệp, khu kinh tế mới như khu công nghiệp sinh thái, thông minh, công nghệ cao đặc thù, mối quan hệ với các luật chuyên ngành. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh sự cần thiết của hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất nhằm quản lý các loại hình khu công nghiệp, khu kinh tế hiện nay. Tháo gỡ khó khăn vướng mắc chưa được quy định hoặc điều chỉnh trong luật chuyên ngành, đồng thời cũng cần có các tiêu chí xác định loại hình khu công nghiệp, khu kinh tế mới thuộc diện ưu tiên thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ mới, công nghệ lõi, lĩnh vực sản xuất nền tảng, nhằm cụ thể hóa chủ trương đường lối, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng giai đoạn cụ thể. Từ đó, Phó Thủ tướng nêu rõ mục tiêu thể chế hóa các chính sách ưu đãi riêng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về thủ tục hành chính, thuế, đất đai, xây dựng mô hình mới thẩm quyền được phân cấp mạnh mẽ hơn cho các ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, quy hoạch bố trí đất đai, nguồn lực kèm theo để có chính sách hấp dẫn đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Các khu công nghiệp, khu kinh tế phải là khu vực ưu tiên của đất nước, thí điểm chính sách vườn ươm công nghệ nền tảng, công nghệ cốt lõi. Phó Thủ tướng gợi mở và yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đánh giá, tổng kết quá trình xây dựng, quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, nhất là tồn tại vướng mắc, nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm, mô hình, chính sách phát triển của các khu công nghiệp, khu kinh tế thành công trên thế giới, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết thủ tục hành chính các khu công nghiệp, khu kinh tế. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư,
Dự kiến tại kỳ họp thứ 8 tháng 10 năm 2024, Quốc hội sẽ cho ý kiến và thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 tháng 10 năm 2024 và thông qua tại kỳ họp thứ 9 tháng 5 năm 2025 dự án luật đầu tư công sửa đổi theo hướng phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp.